Các bác thân mến, ở video clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu và tiết âm gửi đến các bác một bộ cấu hình nghe nhạc vàng chuyên nghiệp gồm có 3 thiết bị như trước mắt màn hình các bác đã thấy. Trước khi đi vào tiết âm thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để quan sát cụ thể về từng sản phẩm một. Và em sau đó thì em sẽ báo giá khoảng và báo giá cụ thể để các bác có thể nắm được và cân đối được về tài chính của mình khi có nhu cầu lựa chọn những thiết bị như thế này. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa rất là vang danh của hãng Pioneer, đó là dòng model S180A. Đối với dòng S180 thì nó có rất nhiều các phiên bản biến thể khác nhau. Tuy nhiên đối với dòng S180A này, nó được đánh giá rất là cao về chất âm. Do đó thì nó có giá thành cao hơn hẳn so với những dòng model như dòng 180 trơn hay 180D, rồi là 180 Balama. Đây là model rất là quen thuộc rồi, các bác đều đã biết rồi. Về cấu trúc driver thì nó sử dụng một loa bass có đường kính là 30 cm. Nó sử dụng màng giấy gân mút, do đó thì nó đem lại tiếng bass rất là ấm áp và dày dặn. Nó sử dụng một loa chung màng carbon, một loa chép đôm có hai vi tinh chỉnh, giúp chúng ta có thể chỉnh được mid chép tùy theo cái sở thích và gu nghe của mình. Các bạn nhìn thấy chữ Pioneer S180A này rất là đẹp. Nó sử dụng một lỗ thông hơi khá là to nằm ở phía trước. Toàn bộ mặt trước của loa thì các driver thì nó được bố trí màu đen. Đây là ở phía trên nóc loa này. Loa này thì có thể nói về hình thức của nó rất là tuyệt vời. Dòng này thì nó có trở kháng là 6,3 ohm, có công suất cực đại là 120 W trên một loa. Bên này thì em để nguyên e căng ra, các bác nhìn thấy S180A. Đây là logo của nó này. Căng của nó sẫm giống màu bạc trầu. Đây là chiếc ở phía bên tay phải. Dòng này thì chúng ta có thể đánh với nhiều các dòng âm ly khác nhau. Tuy nhiên ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly rất là gấu của hãng Sansui để các bác có thể tham khảo bộ cấu hình như thế này. Đôi loa Pioneer S180A với tình trạng mỹ mãn như thế này, bao zin bảo hành cho các bác đầy đủ, giá là 28 triệu đồng. Rất đẹp các bác nhé, em xin nhấn mạnh là như vậy. Góc cạnh của nó rất là tuyệt vời. Lúc nãy thì em đã nói với các bác rồi, thì ở video này thì em sử dụng một chiếc âm ly rất là gấu của hãng Sansui. Đây là chiếc âm ly rất là đình đám, đó là dòng âm ly Sansui 9090DB. Dòng này thì nó có công suất là 435W, đây là mẫu model thì quá nổi tiếng rồi. Ở trước mặt thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng này, xung quanh được bố trí bọc bằng vỏ gỗ. Ngoài là chiếc âm ly ra thì nó cho chúng ta có thể nghe đài FM. Ở trước mặt thì nó sử dụng 4 đồng hồ, 2 đồng hồ FM và AM. Còn 2 đồng hồ thì hiển thị khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đi ra thì nó sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc. Làm được bố trí nằm ở giữa âm ly. Dòng 90dB này chúng ta có thể đánh với những dòng Pioneer, rồi là những dòng Vega này, hay những dòng loa Infinity đấy, hay những dòng loa Onkyo mà gấu một chút đấy, thì đánh rất là tuyệt vời. Còn những loại bình dân thì chúng ta không tính đến nữa rồi. Chiếc đi này có giá 46. Ở phía trên đó là một chiếc đầu CD của hãng Denon, đó là dòng model Q, chính xác đó là dòng S10 25 mã. Dòng này nó vừa chạy CD và vừa giải mã DAC. Đây là một chiếc đầu được đánh giá rất là cao về chất âm chạy CD cũng như về chất âm giải mã của chiếc đầu này. Chúng ta sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống thì chúng ta sử dụng bộ giải mã DAC của nó. Nó sẽ làm cho bản nhạc sẽ trong sạch, chi tiết và tách bạch hơn. Đặc trưng của dòng Denon thì tiếng của nó bao giờ cũng tơi và sáng và bass của nó rất là đầm. Chiếc đầu này thì có giá dưới 18. Sau đây thì em sẽ test âm để xin mời các bác cùng vào thưởng thức chất âm trên bộ 3 sản phẩm như thế này. Các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép, xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Nếu ai đưa mình không về cùng chúng. Các bác thấy được về phần chép của nó rất là tơi, nhuyễn, mịn và trung âm của nó rất là căng, bass thì rất là đậm. Là màu thắm không hương. Nếu hai đứa mình
Thì các bạn thấy được thì video clip này thì em cho tiếng chép của Rapunzel S18A này lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì với chất âm rất là tuyệt vời của dòng model này thì tiếng chép của nó các bác nghe thấy không bao giờ bị chói, tiếng của nó rất là tươi và mịn, là rất là tuyệt vời của bộ gỗ hình này. Sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Xin chào và tạm biệt các bác.